Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, bên trong đê biển Tây khoảng 26.000 hộ dân với gần 129.000 hecta đất sản xuất. Tuy nhiên, trên tuyến đê này hiện có gần 13,5 km sạt lở hoặc lún nứt nghiêm trọng. Mùa mưa bão sắp đến, địa phương đang nỗ lực gia cố đê bao bảo vệ đời sống, sản xuất của người dân. Đê biển Tây, đoạn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Từ tháng 3 đến nay, khu vực này đã xảy ra 2 lần sụp lún với chiều dài 240m. Thấy nguy hiểm, có mấy cái nó sụp, thấy ghê quá. Hiện có khoảng 13,5 km đê biển Tây ở tỉnh Cà Mau đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Trong đó có 7,5 km bị sạt lở do triều cường kết hợp với sóng lớn vào đầu tháng 8 năm 2019. Còn từ đầu năm đến nay, khô hạn kéo dài, thân đê mất phản áp nước dẫn đến sụp lún hàng loạt. Rãn nứt của cái đê biển cộng với cái hạn hán, nó hai cái đó nó thành một cái tổ hợp để gây ra sụp lún là nguy cơ rất là nhiều nơi. Phía trong đê biển Tây là cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân, và nếu không gia cố kịp thời thì mùa mưa bão sắp tới, đê biển Tây hoàn toàn có thể bị vỡ qua những cái đoạn sụt lún như thế này. Để bảo vệ 26.000 hộ dân và gần 129.000 hecta đất sản xuất, tỉnh Cà Mau đã triển khai khẩn cấp các biện pháp hộ đê biển Tây. Theo đó, đoạn bị lún nứt đã được bơm bùn cát vào con kênh cập đê tạo phản áp. Riêng 7,5 km bị sạt lở nghiêm trọng đang được gấp rút gia cố bằng trọ đá. Tổng kinh phí cho các hạng mục là 98 tỷ đồng. Các nhà thầu chia ra để thi công thì đạt trên 60-70%. Còn lại thì chúng tôi cố gắng là hoàn thành trước tháng 6 để kịp là chống chọi với cái mùa mưa bão năm nay. Dự kiến công tác gia cố những đoạn hư hỏng trên đê biển Tây sẽ được tỉnh Cà Mau hoàn thành trong tháng 6. Đây là thời điểm mà mùa mưa bão ở đồng bằng sông Cửu Long vào cao điểm.